các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer Bến Xe Nhà Nước. Hiện tại hai anh em đang bán rồi, ngon rồi, em bán đi. Ba rồi, bán đi. Chứa, thôi ba rồi. Đó, hai anh em đang xuất cảnh quan hệ thôi, thằng Dung rồi nha. Xe 250. Rồi, ngon. Rồi, em bán ra đi, cho ốc dài vào. Ốc Tùng dài thì nó là bán ốc này các bác nhá, hai đôi bàn tay này. Đó, ốc là bắn ra sẽ bun thùng thành cho đây. Rồi, ok. Đây. Chỉ bị chéo cái này thôi, tí là xong ngay. Đấy, đây là kinh nghiệm bắt bắn chắn bun thùng này, đấy anh em thấy không? Quan trọng nhất phải có lẹp y lốc này, đấy, cộng với thứ hai là sau cùng, thôi nhá. Đúng bài thôi, chúng sau cùng. Đó, em bắn ra. Rồi, ok rồi. Rồi con này đi. Không ngoài này nữa. Lỏng lắm rồi. Không, con đấy lỏng gì thì sao? Lỏng gì thì sao? Đấy. Thấy con này. Wow. Rồi. Đây là hai anh em đang tận cảnh bắt cái đôi chặt bút thùng 250 thôi nhá. Đấy, em cho một loạt những câu châm ngôn này. Các bạn đọc thấy ý nghĩa không? Đó, tôi đã mua tùng 250 sâu. Đây, đang tận cảnh bắn đây. Hôm qua thì mình, buổi chiều hôm qua mà mình bị bắn 4, 2 xe. Hôm nay giã tay không bắn được nữa các bạn. Đấy, thì em phải làm. Hai anh em làm hỗ trợ để đeo tay. Lâu đấy nhỉ? Thay ốc mới, cho đầu cho nó sẵn. Em thay con ốc cũng mới được. À, bên này thì bắn xong rồi các bác nhá. Rất đơn giản thôi. Đây ba con ốc này. Anh em hỏi mình bắt ở vị trí nào đẹp nhất thì bắt ở cái vị trí gần sát với cái đèn hậu các bác nhá. Đây. Sẽ có mấy cái thanh rồng dọc hai bên này thì các bác bắt ở cái thanh cuối cùng. Gần với đèn hậu, bắt thanh cuối cùng gần với đèn hậu thì nó sẽ chưa chắn được cái bắn lên thùng đồ bên kia, và thứ hai nó không bị bắn lên cái đèn hậu này đây. Đấy, nó phải lên đây đúng không? Thì nó sẽ không bắn lên đèn hậu. Cũng ra là cái bô này thì nó sẽ không chạm vào đâu. Các bác yên tâm là sẽ không bị cháy khói đen ngay đâu mà sợ. Đó. Đấy, xe này nghĩ là đẹp luôn. Đây đang trên cảnh bắn xe bút thùng. Đấy, đây cho anh em ngắm toàn cảnh xe bút thùng. Đấy, đây đẹp không, đẹp không? Đấy, đi nó cứ vẩy đẹp lắm các bạn. Đấy, cho anh em nhìn toàn cảnh chiếc xe của em gì đây. Trời chưa lên, mặt trời hôm nay đẹp quá. Hết mà lại nắng nắng ngày đẹp quá bạn. Đó, các em thấy không? Em còn lên nhiều đồ chơi nữa cơ. Nhưng mà vì cuối năm thôi thì anh em cũng rất là bận, không có thời gian lên đồ. Và thứ hai là cuối năm thì kinh tế nhiều khi là nó phải chi tiêu vào rất nhiều việc. Thành ra là ra riêng em sẽ lên hết một loạt đồ luôn. Đó. Hôm nọ đây, chắn bùn y lốc này các bạn nhé. Chắn bùn y lốc nhà mình đây này. Đây là anh em bắt rất đơn giản này, đúng không? Anh em tháo cái bát coi như là vứt cái bát cũ đi. Vứt cái bát cũ đi nhá. Đây, bắt toàn bộ bát mới này, bắt thẳng tiếp vào cái xương này này. Đó là tiếp vào cái xương này này. À, không bắt đây. Đó, còn đây trên này thì hai nóc đây. Trên này thì hai nóc cho các bác xem đây này. Đây, ở đâu này này. Đó, anh em thấy không? Ở đâu này này. Trên dưới đó có đây bắt thùng này, hoặc là anh em bắn trực tiếp vít vào đây thẳng lên thùng cũng được, đấy là tùy từng bài. Nếu khó quá thì cầm vít bắn thẳng lên, còn nếu mà thích chuẩn thì đúng bắt ốc luôn. Đây đấy, các bác hình dung ra không ạ? Bỏ cái bát này đi nha, bỏ toàn bộ cái bát đen này đi, thay cái bát đi lốc bắt trực tiếp lên cái xương thùng này. Đấy, vào đây cực chắc chắn luôn, cực chắc chắn luôn. Cái bàn này nhà mình là bàn to dài gần bằng nhíp luôn, bàn 40 gần bằng nhíp luôn. Đây, trong cabin của em thì cũng như anh em khác, đóng giá hết rồi. Đấy, đây, chuyển động 24 giờ. Xem em thôi. Qua qua thì rất là đẹp luôn. Đây, bắt đầu. Trên chân kiêu, rừng. Đây, che mưa, đây một cửa nhà chân kính. Đây, những cái thứ mà bây giờ thì là hôm nay đang cảnh bắn cái hôm qua hôm kia thì em vừa lên con ngựa. Anh em nhìn thấy nó ngoài đẹp, xe đẹp. Nó ngoài đẹp này, nó ngoài đẹp nhất này.
không ngăn xe là tích. Thế là sao? Giá tay luôn. Con này giá tay luôn tí rồi. Con đấy bị chơi nào? Con đấy chơi thì đơn giản. Con đấy em bắn con nữa, bắn con khác. Bắn con khác sang bên cạnh luôn, cứ kệ nó. Đóng một con tiếp sang bên cạnh luôn, cạnh con đấy ngoài cùng cho thoải mái tay luôn. Đúng rồi đấy, con nào thoải mái nhất thì bắn thế thôi. Đơn giản. Đây béo ơi, bắn bình thường đấy. Đây thế xong rồi thằng Tùng nhá. Nhiều khi mà nó bị trượt một con thì anh em bắn theo bên cạnh thôi. Rồi, hello, cảm ơn Thuận rất là nhiều luôn. Đây, nâu lỗ. Nâu này phải lấy cái rẻ khăn mùi xoa không có bằng áo ấy thì nó không có bột. Anh em yêu xe là như thế ấy. Đôi khi khăn mặt là đắt tiền mình không dám rửa đau xe luôn này. Đơn giản đâu, đôi khi phải hy sinh khăn mặt này phải mấy chục nghìn, 50 nghìn thì khăn mặt đấy phải, đôi khi là người không dám rửa phải rửa xe luôn đấy. Đây cách cho anh em chăm xe luôn, thì cho nên trước thì phải ra bọn dán đề can xe máy ô tô, xong rồi nó dán một là vân đen hay là vân carbon. Nên ở đây anh không có gì che cái này cả đấy, cứ thế thôi. Mình lau ở dưỡng nhìn nó xanh lắm, mà nó bóng nó không bị lau nhiều quá nó bạc. Cái này thì mình lau ở dưỡng nó vào thì không bạc. Có gì chưa, qua lại anh nhá. Ok đây, mình sẽ quay cho anh em cái cảnh mà chiếc xe chạy cuối cùng sẽ bay bay các bác nhá. Đẹp như này.